câu thả thính, nhưng sợ nhiều người dính quá nên thôi. Hello, chị Kính xin chào các bạn. Like để tiếp tục với chiều cao của các TikToker phần 2 nhé. Câu 1, đố bạn TikToker này là ai? Của những điệu nhảy Hoàng Lan Anh có làm các fan mê mẩn không nhỉ? Chưa mê thì xem chị ấy nhảy đây nè. Câu 2, chiều cao Hoàng Lan Anh là bao nhiêu? Có chia sẻ chiều cao của chị Hoàng Lan Anh một lần rồi. Có bạn nào nhớ không nhỉ? Chị Lan Anh cao 1m58 nhé. Bạn nào trả lời sai thì like để gỡ điểm ở câu sau nào. Của chị Hà là bao nhiêu đấy?
chân vạn người mê giống chị Hà thì phải làm sao đây? Chị ấy cao tận 1m7 cơ đấy. U là trời, chị Kính phải đi hai đôi giày độn cùng một lúc mới cao bằng chị Hà mất. Chân của chị Hà Môi rất đẹp. Không ai khác chính là chị Đại Hà Chuối. Đến chung đất Bắc còn phải khen chân Hà Môi đẹp thì bạn phải biết rồi đấy. Có khi chị Hà Môi cũng phải đi thi hoa khôi thôi. Ngạo lắm. Trời ơi luôn. Đúng với Hà Môi chân mình. Nó đẹp nhỉ? Chân... Đúng rồi. Chân Hà Môi đẹp lắm. Đẹp cực kỳ luôn. Cao cực kỳ, chân thẳng và cao, dáng đẹp. Có 10, vậy các bạn có biết chị Hà Chuối cao mét bao nhiêu không? Biệt danh thì hổ báo cáo trồn vậy thôi, chứ chị ta có chiều cao cute hụt me lắm. Hà Chuối cao 1m55 nè. Mấy nick TikTok khác cứ đồn chị ấy cao 1m7 là sai nha. Chị ấy còn tự nhận mình cao 1m55 đây này. Cao 1m55. Chắc giờ 41 cân. Câu 11, Hà Chuối là gần phố có tiếng. Liệu chị ấy có biết nhảy không nhỉ? Có nha. Ai bảo chị ấy không biết nhảy, chỉ là động tác chưa có dứt khoát thôi nè. Chứ xem thì cũng cuốn dữ lắm đấy. Câu 12, đố biết chị Kính muốn nhắc tới TikToker nào? Chị Tiểu Ngáo thì về chung một team để ăn mừng nào. Đoán đúng rồi đấy, xem đi xem lại vẫn thấy hài hước nha. Câu 13, chiều cao của chị Tiểu Ngáo là bao nhiêu? Chiều cao hơi bị đáng nể đấy, tận 1m62 cơ mà. Con gái như thế là quá ok la rồi nha. Mẹ nó tập yoga, nghĩ tầm mày tầm mà. Bỏ suy nghĩ ra nha. Nhi, nhún nhảy dưới con trời trong xanh rồi. Nhi, chúng bảy ngã vào vòng tay anh và người say bằng men ta say bằng ánh mắt. Câu 14, đố các bạn biết năm qua hai anh chị Hoàng Hôn và Tiểu Ngáo đã dành phần lớn thời gian để đi đâu? Trung Hoàng nữa, kể mãi không hết, không biết bao giờ mới tới lượt anh chị đây. Hôm nay bọn mình nha, cưới nào mà tê. Mày cưới đi cho tao ăn có. Cưới đi chị ơi, 29 tuổi rồi. Trang, thế mày cho tao hỏi thật đi, bao giờ mày cưới? Tóm lại là bao giờ anh chị cưới? Thế yêu đâu thế mà chưa cưới à? Thế cái ý chí ăn nằm của chúng mày đến đâu rồi? Cưới nhanh lên cho bọn em quán. Có, tao cứ thấy đi ăn cưới mãi nhở, bao giờ định cưới? Câu 15, TikToker chăm chỉ nhảy nhất top top đây. Đố biết chị ấy cao mét bao nhiêu đấy? Có quá nhiều lời đồn về chiều cao của chị ấy. Người thì bảo 1m65, người thì bảo 1m9. Nhưng thật ra chị ấy cao 1m53 thôi à. Các bạn có tin không?
một mét bao nhiêu nè? Video sau. Bye bye.